đảm bảo an toàn lưới điện, cung cấp điện thông suốt, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng là nhiệm vụ được ngành điện Tuyên Quang tập trung, đặc biệt là thời điểm bước vào mùa mưa bão và nắng nóng. Đầu tư sửa chữa lớn, kiểm tra các thiết bị trên lưới, vệ sinh an toàn lưới điện tại các trạm biến áp. Những công việc này đã và đang được khẩn trương thực hiện tại tất cả các đơn vị điện lực huyện, thành phố, với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, mang lại sự hài lòng và tin cậy cho khách hàng. Phòng chống thiên tai, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành điện trong thời điểm này, đặc biệt khi thời tiết luôn tiềm ẩn những diễn biến bất thường có thể xảy ra. Nhằm hạn chế tối đa các sự cố về điện, nhất là trong mùa nắng nóng và mưa bão, trong những ngày này, cán bộ công nhân ngành điện thường xuyên tiến hành kiểm tra các trạm biến áp, đường dây, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Không chỉ phát dọn hành lang tuyến, kiểm tra các thiết bị điện trên đường dây và các trạm biến áp, các cán bộ công nhân ngành điện cũng tuyên truyền cho bà con thực hiện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, không trồng những cây có chiều cao gần đường dây, những vị trí ngoài hành lang, cây cối có nguy cơ gây sự cố, sẽ phối hợp với người dân để tiến hành chặt tỉa, đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Từ trước khi mùa mưa bão bắt đầu thì lãnh đạo điện lực cũng đã triển khai tới các đội tổ cái việc mà xử lý các cái tồn tại khiếm khuyết ở trên lưới điện, đặc biệt là công tác chặt cây, phát dọn hành lang tuyến để đảm bảo cho cái lưới điện không bị ảnh hưởng, nhất là khi có gió bão, tránh hạn chế thấp nhất cái việc cây có thể là vi phạm đến với đường dây để tránh cái việc gây mất điện diện rộng. Song song với đó là chúng tôi cũng đã triển khai các cái biện pháp kiểm tra xử lý các cái tồn tại ở trên lưới điện về thay thế các cái thiết bị đã vận hành lâu năm yếu kém, và tổ chức phối hợp với các đơn vị xí nghiệp dịch vụ để mà thí nghiệm định kỳ các cái thiết bị tại trạm biến áp để mà đảm bảo luôn được vận hành tin cậy, ổn định. Khu vực huyện Sơn Dương về cái mật độ sét là một trong những huyện cao nhất tỉnh. Nên là cái ảnh hưởng của các cái đợt dông bão thì cũng gây gián đoạn về cấp điện, hư hỏng tài sản thiết bị. Cũng để ngăn ngừa những cái tình trạng sự cố rồi mất điện kéo dài thì ngay từ những đầu tháng mùa mưa bão thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều cái giải pháp kế hoạch, nhất là về vật tư, trang bị công cụ dụng cụ thì chuẩn bị kịp thời để có thể sẵn sàng xử lý sự cố một cách nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Và cũng trước thời điểm đấy thì cũng đơn vị cũng đã sử dụng các cái thiết bị công nghệ cao như flycam, camera nhiệt đi kiểm tra toàn bộ cái vị trí xung yếu có nguy cơ cao gây sự cố và cũng lập kế hoạch để xử lý khắc phục kịp thời. Với đặc thù địa bàn rộng, quản lý vận hành hệ thống điện của hai huyện Na Hang và Lâm Bình, đường điện kéo dài qua nhiều đồi núi cao, địa hình bị chia cắt mỗi khi có mưa lũ, nên công tác quản lý vận hành hệ thống điện trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mưa bão, Điện lực Na Hang đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Cùng với các phương án xử lý cụ thể theo từng cấp độ, công tác đầu tư, xây dựng và cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cũng được đơn vị quan tâm chú trọng. Hàng năm, đơn vị đều xây dựng phương án kiểm tra, rà soát hệ thống đường dây, trạm biến áp. Bên cạnh đó, phối hợp với các xã thị trấn, tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ hành lang lưới điện. Sẽ có những cái kế hoạch để kiểm tra những cái thiết bị điện đang vận hành trên lưới có bị khiếm khuyết gì không, và phải có những cái phương án để xử lý những cái khiếm khuyết đó. Và hành lang thì phải đảm bảo ổn định, sạch sẽ và không có cây cối xung quanh, hạn chế cái việc bị cây cối đổ vào đường dây gây mất điện ở khu vực. Với địa bàn của đơn vị là quản lý, phụ trách quản lý vận hành trên địa bàn hai huyện Na Hang và Lâm Bình,
cho nên cái việc phòng chống lụt bão thì được đơn vị rất chú trọng bằng các biện pháp là chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ vật tư tại các điểm trực ở khu vực Lâm Bình cũng như Yên Hoa để sẵn sàng ứng cứu trong các trường hợp xảy ra bão lũ trong mùa mưa sắp tới. Tình trạng mưa dông thường xảy ra vào mùa mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lưới điện. Điện lực huyện Chiêm Hóa đang triển khai nhiều biện pháp tích cực như tiến hành kiểm tra các thiết bị trên lưới, các trạm biến áp, phân công các tổ đội kỹ thuật tăng cường kiểm tra, phát dọn hành lang an toàn lưới điện, hạn chế các sự cố gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của khách hàng. Kiểm tra các thiết bị trên đường dây, kiểm tra điện áp, kiểm tra các mối nối, đo nhiệt độ các mối nối xem có phát nhiệt hay không, kiểm tra điện trở nối đất này, kiểm tra dòng dò này, để đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho bà con nhân dân, phục vụ cho đời sống sản xuất. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn lưới điện luôn được đơn vị đặt lên hàng đầu. Để nâng cao chất lượng cung ứng điện phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân, Điện lực Chiêm Hóa cũng đã tập trung triển khai nhiều biện pháp chống quá tải như sửa chữa, nâng cấp đường dây 0,4 kV, lưới điện trung và hạ thế, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tới khách hàng. Bước vào mùa mưa bão năm 2024, đơn vị cũng lên kế hoạch duy trì cung cấp điện và cắt điện trong những ngày thiên tai xảy ra theo từng vùng, từng trạm biến áp, vừa đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ban lãnh đạo Điện lực Chiêm Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác từ văn phòng đến hiện trường, bố trí cán bộ công nhân viên, các phòng ban phối hợp chỉ đạo chặt chẽ với các tổ đội sản xuất, đặc biệt là những người công nhân trực tiếp làm hiện trường, kiểm tra toàn bộ các thiết bị đang vận hành trên lưới, tìm ra những cái khiếm khuyết để đưa ra những phương án khắc phục ngay trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo cung cấp điện cho bà con nhân dân, đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt trong mùa nắng nóng 2024. Ngoài những cái giải pháp đồng bộ ra thì cái công tác chuẩn bị nguyên vật tư thiết bị cũng được đặt lên hàng đầu và đơn vị cũng đã lập các cái phương án tổ chức thi công, các phương án dự phòng vật tư trình công ty điện lực Tuyên Quang phê duyệt và để cấp các vật tư dự phòng phục vụ tốt nhất có thể cho quá trình vận hành lưới điện và đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Xác định đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện trong mùa mưa bão là cần thiết. Cùng với nhiều giải pháp chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra nhằm giảm thiểu rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng điện. Điện lực các huyện, thành phố còn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý dứt điểm các khiếm khuyết trên hệ thống. Luôn chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong điều hành, đảm bảo nâng cao độ an toàn và chính xác trong hệ thống lưới điện. Đơn vị cũng đã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện trên địa bàn, khắc phục kịp thời các cái điểm mà xung yếu, có thể nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão và những cái khu vực mà bị đầy tải quá tải. Chúng tôi đã lên phương án và xây dựng bổ sung tầng dây như là chống quá tải cho các đường dây. Rút kinh nghiệm qua các mùa mưa bão của những năm trước, năm 2024, đơn vị đã chủ động đưa ra các kế hoạch bố trí cán bộ công nhân viên để tìm những cái điểm xung yếu mà có thể dẫn đến nguy cơ sạt lở, làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành cung cấp điện trên hệ thống lưới điện. Từ những cái công tác thực tế từ hiện trường, đơn vị cũng đã bố trí lập các phương án khắc phục những cái điểm xung yếu, ra kè, nâng cao độ võng, phát dọn hành lang lưới tuyến, đảm bảo cung cấp điện. Những cái giải pháp đó đã được thống nhất và từ ban lãnh đạo chỉ đạo xuống các phòng chuyên môn nghiệp vụ đến đội sản xuất để thực hiện, để đảm bảo cung cấp điện tốt nhất, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn do sạt lở gây ra. Hiện công ty Điện lực tỉnh đang quản lý vận hành 7 trạm biến áp 110 kV, trên 300.000 km đường dây 110 kV, trên 2.500 km đường dây trung áp, gần 5.000 km đường dây hạ thế với 270.000 khách hàng. Là tỉnh miền núi, địa hình hiểm trở, do đó khi thời tiết cực đoan xảy ra mưa lũ sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức tìm kiếm và xử lý sự cố. Nhận thức được điều này, công ty đã chú trọng công tác đảm bảo an toàn lưới điện. Ngay từ đầu năm,
công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tổ chức triển khai chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, vận hành, củng cố những vị trí xung yếu để khi có tình huống xảy ra sẽ xử lý kịp thời. Đồng thời yêu cầu các điện lực trực thuộc xây dựng phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tổ chức diễn tập từ cấp công ty đến các đơn vị trực thuộc, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục phục vụ khách hàng. Để đảm bảo an toàn cấp điện trong cái mùa mưa bão, công ty điện lực Tuyên Quang triển khai một loạt giải pháp. Thứ nhất là tổ chức kiểm tra tổng thể toàn bộ cái lưới điện đảm bảo an toàn, đặc biệt là các vị trí xung yếu gần sông, gần suối hoặc là các khu vực có nguy cơ sạt lở nở thì để chúng tôi có những phương án khắc phục. Thì ngoài ra thì cũng đội triển khai các cái giải pháp như là phát dọn hành lang an toàn lưới điện, tuyên truyền vận động người dân cho phép là cán bộ công nhân viên công ty điện lực Tuyên Quang phát dọn cây cối dọc hành lang để đảm bảo cái việc là cấp điện, để tránh cái sự cố khi mà có bão lũ rồi mưa gió, mưa to gió lớn có thể cây đổ vào cái đường dây. Bên cạnh việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các trạm biến áp với trang thiết bị hiện đại, công ty điện lực tỉnh đang tập trung triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý vận hành lưới điện, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công nhân vận hành, đáp ứng với yêu cầu công việc, tối ưu hóa hệ thống, xây dựng lưới điện thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng. Các đơn vị của trong công ty điện lực Tuyên Quang cũng triển khai để đi kiểm tra những vị trí xung yếu, như là bản thân ở trạm thì là đã lên kiểm tra các mái tôn, mái nhà điều hành và các thiết bị để chống mưa to gió lớn để lật vào mái tôn sẽ bay vào thiết bị đang vận hành, hay là kiểm tra những điểm xung yếu. Như vào hàng tháng, hàng tuần thì lại đi kiểm tra những giờ cao điểm và kiểm tra thiết bị như máy PD, máy can bay nhiệt để kiểm tra các vị trí như đầu cốt kiếc để xem phát nóng để kiểm tra kịp thời và xử lý đảm bảo để cho lưới điện vận hành an toàn liên tục ổn định. Dự báo thời tiết mùa mưa bão năm nay có nhiều bất ổn khi mà ngay từ đầu mùa hè đã xuất hiện tình trạng mưa dông cục bộ tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, thậm chí đã xảy ra mưa đá tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu và Hà Giang, gây thiệt hại lớn về hoa màu của bà con nhân dân. Trước hiện tượng thời tiết cực đoan, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công việc, công ty điện lực tỉnh đã và đang tiếp tục đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc về an toàn điện, đặc biệt là khi thời tiết có những diễn biến bất thường, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn lưới điện, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố về điện xảy ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.